Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn một bài nhảy dân vũ Tết mang tựa đề là Đoạn Xuân Ca. Ở bài này thì mình thực hiện 8 động tác chính và một động tác phần nhập dạo. Với các động tác đơn giản, nhẹ nhàng và rất là dễ tập. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chậm chi tiết từng động tác các bạn nhé. Và ở mỗi từng động tác khi mình hướng dẫn thì mình sẽ thực hiện trước một lần để cho các bạn dễ hình dung. Và để cho thuận tiện cho các bạn luyện tập thì mình sẽ quay lưng lại để thực hiện cùng chiều với các bạn. Động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta thực hiện như sau. Nhịp đầu tiên chân phải bước về phía trước. 1. Tiếp theo chân trái. 2. Và nhịp 3 mình kéo chân phải về phía sau. 3. Và chân trái tại chỗ là 4. Rồi nhịp 5 mình lại bước chân phải về phía trước. Nhịp 5. Và nhịp 6 thì chân trái 6. Và bây giờ nhịp 7 mình kéo chân phải về cạnh chân trái 7 và 8. Ở động tác này, động tác thứ nhất tay mình để tự do. Chúng ta thực hiện lại. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tới câu nhặt 8 thứ 2 thì mình đi ngược lại. Bây giờ mình sẽ bước về bên phải, bước chân trái đầu tiên, nhịp 1, rồi tới chân phải là nhịp 2. Sau đó mình kéo chân trái về phía sau, lùi về phía sau là 3. Tiếp theo chân phải 4. Nhịp 5 mình lại bước chân trái lên 5. Và nhịp 6 mình chân phải. Rồi nhịp 7 thu chân trái về cạnh chân phải. Nhịp 7 và nhịp 8 thì mình xoay mặt về hướng chính. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vào động tác thứ 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Mình sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên lùi chân phải, nhịp 1. Tiếp theo chân trái, tại chỗ là nhịp 2. Rồi sau đó mình kéo chân phải về. Mình đi bước cha cha là 3 và 4. Tiếp theo, nhịp 5, 6, 7, 8 thì mình đi ngược lại. Mình sẽ lùi chân trái về bên phải là nhịp 5. Chân phải tại chỗ là 6. Tiếp theo kéo chân trái về, mình đi bước cha cha là 7 và 8. Mình thực hiện lại kết hợp với tay. Khi mình lùi chân phải thì tay phải mình sẽ giơ lên cao và tay trái mình sẽ đưa về phía trước. Chúng ta thực hiện lại nhé. 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo nhịp 5 lùi chân trái thì mình lại đưa tay trái lên cao. 5, 6, 7 và 8. Mình thực hiện 2 lần 8 nhịp. Chúng ta thêm một lần nữa. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và ở động tác này,
Khi mình bước nhịp 1, lùi nhịp 2 và tới nhịp 3 và 4 là mình đi bước cha cha là 3 và 4. Và nếu như các cô mà lớn tuổi mà thực hiện ở cái động tác cha cha này mình bước không kịp nhạc á, thì mình có thể khựng lại. Ví dụ như là 1, 2 và nhịp 3 và 4 thì mình đứng tại chỗ để mình đi cho khớp nhạc là nhịp 5, 6, 7 và 8. Bây giờ mình vào động tác thứ 3 nhé. Động tác thứ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở động tác thứ 3, chân mình sẽ thực hiện giống như động tác thứ nhất. Nhưng mà ở động tác thứ nhất thì tay mình tự do, còn ở động tác thứ 3 thì tay mình khi mình bước chân về phía trước thì tay mình sẽ để, hai tay mình sẽ đặt lên nhau và để trước ngực. Rồi khi mình chân mình lùi phía sau thì tay mình sẽ dang ngang. Và khi mình đưa về phía, bước chân về phía trước thì tay mình trước ngực và chân phía sau thì tay lại dang ngang. Về bên này cũng vậy. Trước ngực và chân phía sau thì tay dang ngang ra. Rồi bây giờ mình sẽ quay lưng lại mình cùng thực hiện nhé. Nhịp 1, bước chân về phía trước. Nhịp 2, nhịp 3 lùi chân phía sau, đưa hai tay ngang. 4 và nhịp 5 bước chân về phía trước, đan tay trước ngực. Nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8, 7, 8 hai tay mình dang ngang. Tiếp theo câu nhịp 8 thứ 2, mình thực hiện ngược hướng, ngược lại. Bước chân về phía trước, hai tay trước ngực. Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện lại câu nhạc 8 thứ 3. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong động tác thứ 3, mình vào động tác thứ 4. Động tác thứ 4 nè. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác thứ 4 mình thực hiện về phần chân giống như động tác thứ 2. Phần chân thì giống động tác thứ 2, nhưng mà phần tay khi mình lùi chân về phía sau thì hai tay, tay phải mình sẽ nắm lại và tay trái mình sẽ để xòe bàn tay và sẽ đặt ở trước cái nắm tay để mình chúc ha. Cứ lùi chân về phía sau thì nắm hai tay, đặt hai tay lên nhau. Và khi bước về thì hai tay dang ngang. Rồi tiếp theo lùi chân về phía sau, tay mình nắm và tay trái lại đặt lên. Rồi khi mình trở về bước cha cha thì hai tay mình ngang. Tiếp theo mình làm như thế. Đó. Bây giờ mình quay lưng lại nhé. Chúng ta bắt đầu. Chân phải lùi phía sau, nắm hai tay. Và nhịp 2. Tiếp theo nhịp 3 và 4 mình sẽ thực hiện bước cha cha và hai tay mình sẽ dang ngang, mình sẽ vung ngang ra. 3 và 4. Rồi nhịp 5 lại lùi chân trái về phía sau và hai tay mình lại tiếp tục. Tay trái đặt lên nắm tay phải và nhịp 6 bước chân phải. Và nhịp 7 và 8 thực hiện bước cha cha và hai tay vung ngang. 7 và 8. Mình sẽ thực hiện hai câu nhạc 8 nhé. Chúng ta thực hiện lại động tác thứ 4 nhé. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3
3 và 4, 5, 6, 7 và 8 là kết thúc động tác thứ 4. Giờ bây giờ mình vào động tác thứ 5. Động tác thứ 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ở động tác thứ 5, khi mình bước chân lên phía trước, khi mình bước một chân lên phía trước thì hai tay mình sẽ đặt lên nhau và để trước ngực. Tiếp theo khi mình gõ ngón chân sang ngang thì mình sẽ vung hai tay ra. Và khi bước chân về phía trước thì lại đặt hai tay trước ngực. Và để ngón chân sang ngang thì mình vung hai tay ra. Mình sẽ thực hiện như vậy. 1, 2 và tiếp theo là 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Và mình sẽ đi lùi về 4 bước. Khi mình lùi chân phải, khi mình lùi chân phải thì tay mình sẽ đưa sang bên phải là 1. Rồi tiếp theo lùi chân trái thì lại đưa tay sang bên trái là 2. Và lùi chân phải là 3 và lùi chân trái là 4. Rồi chúng ta cùng thực hiện nhé. Nhịp đầu tiên, bước chân phải về phía trước, hơi nghiêng về bên trái là nhịp 1, hai tay trước ngực. Nhịp 2, gõ ngón chân trái sang bên trái là nhịp 2. Và nhịp 3, bước chân trái xéo sang bên phải là 3. Và 4, lại vuông tay ra. 5, 6, 7, 8. Và đi lùi về 4 bước là 1, bước chân phải vung tay sang bên phải. Nhịp 2, bước chân trái đưa tay sang trái. Nhịp 3, bước chân phải. Nhịp 4, bước chân trái. Và chúng ta thực hiện lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lùi về. 1, 2, 3, 4. Rồi tiếp theo động tác thứ 6. Động tác thứ 6 nè. 1, 2, 3, 4. Động tác thứ 6, khi mình bước 4 bước, tay mình sẽ, tay phải nắm lại và tay trái mình sẽ xòe bàn tay và đặt lên. Đặt lên như kiểu mình chúc Tết vậy đó. Chúng ta thực hiện lại động tác 6. Mình sẽ thực hiện bước trái nhé. Bước chân phải sang bên trái là 1. Tiếp theo chân trái thu về cạnh chân phải và bước qua bên phải là 2. Sau đó bước chân phải về phía sau là 3, 4. Chúng ta bước lại nè. 1, 2, 3, 4. Thực hiện lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Xong động tác thứ 6, mình vào động tác số 7. Động tác thứ 7 mình sẽ thực hiện là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân trái 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở động tác này về phần tay, phần khi mình bước chân lên thì tay mình sẽ úp xuống. Và khi mình bước chân phía sau thì tay mình sẽ ngửa lòng bàn tay ra. Mình sẽ thực hiện như vậy. Úp, ngửa, úp, ngửa. Rồi chúng ta luyện tập nhé. Khi bước chân phải, nhịp 1, bước chân phải về phía trước. Nhịp 2, chân trái trở về chân trái. Và nhịp 3, chân phải bước về phía sau. Nhịp 4, dặm chân trái. Và nhịp 5, lại bước chân phải về phía trước. 5,
nhịp 6 chân trái, nhịp 7 thu chân phải về cạnh chân trái và vung tay 7, 8. Tiếp theo, câu nhật 8 thứ 2 thì mình sẽ sử dụng chân trái bước lên phía trước là 1, tới chân phải 2, và chân trái lùi phía sau là 3 và vung tay 4. Tiếp theo nhịp 5 lại bước chân trái về phía trước 5, 6, và nhịp 7 thu chân trái về cạnh chân phải và vung tay 7, 8. Chúng ta cùng thực hiện lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết thúc động tác thứ 7. Bây giờ mình thực hiện động tác thứ 8. Động tác thứ 8 như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp đầu tiên, bước chân phải sang ngang về bên phải. Hai tay đưa ngang. Rồi sau đó nhịp 2 mình sẽ thu chân phải về, đồng thời hai tay mình sẽ vuốt qua đầu về phía sau. Bây giờ mình luyện tập phần tay nè. Nhịp 1 2 3 4 5 6 7 8 và kết hợp với chân như sau. 1 2 3 nhịp 4 là thu chân về nhé. 4 5 6 7 8. Chúng ta chú ý khi nhịp 1 khi mình bước chân ngang thì tay mình đưa ngang ra, và khi chân mình thu về thì hai tay mình sẽ vuốt qua đầu. Và tiếp theo bước chân trái sang ra ngang tay và lại thu chân trái về thì lại vuốt tay qua đầu. Và mình thực hiện lại như thế. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa nhé. Bắt đầu nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 là hết 8 động tác phần chính. Và ngoài ra mình còn có thêm động tác phần nhạc dạo đầu bài, giữa bài và cuối bài. Và phần nhạc dạo chúng ta sẽ thực hiện như sau. Hai tay mình sẽ đặt lên eo. Và mình sẽ đầu tiên mình sẽ gõ gót chân phải về phía trước. Nhịp 1 và thu chân về. Tiếp theo lại gõ gót chân trái về phía trước và thu chân về. Mình sẽ đếm là nhịp 1 thu về, 2 thu về, 3 thu chân về, 4 thu chân về, 5 thu chân, 6 thu chân, 7 thu chân, 8 thu chân. Và mỗi phần nhật dạo mình sẽ thực hiện là 16 nhịp. Và khi mình gõ gót mình sẽ đếm là 1 nhịp. Còn khi mình thu chân về thì mình không đếm các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay lưng lại. Rồi mình sẽ sâu chuỗi lại phần nhật dạo và các động tác trong bài. Đầu tiên phần nhật dạo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Động tác 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3,
6, 7, 8. Động tác 4. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Động tác 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Động tác 6. 1, 2, 3, 4. Động tác 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dạo giữa bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Động tác 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Động tác 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Động tác 6. 1, 2, 3, 4. Tới phần nhạc dạo cuối bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kết bài. Sau khi kết thúc phần nhạc dạo đầu bài 16 nhịp thì chúng ta sẽ vào động tác thứ nhất tới động tác thứ 8. Là chúng ta xong phần lời là tới phần nhạc dạo giữa bài. Phần nhạc dạo giữa bài mình cũng đi 16 nhịp. Rồi sau đó mình sẽ quay lại mình thực hiện động tác thứ nhất tới động tác thứ 6. Là mình tới phần nhạc dạo cuối bài. Như vậy là mình đã kết thúc bài. Và vậy là mình đã hướng dẫn xong bài. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chúc các bạn, các cô luôn sống vui, sống khỏe và luyện tập thành công. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.